hãng game mang đến cho bạn quán quân thực sự của Rap Việt. Hello, chào mừng các chị mơ đến với trải nghiệm. Bạn không mất tiền để chơi, miễn phí từ cái tên và hoàn toàn không cái gì khác. Free. Nhiều kỷ niệm nhất làng của bạn từng biết, từ số lượng người xem và streamer lượt xóa đi tải lại, tới bị gọi tên và chế meme trên Internet. Đắm chìm vào trải nghiệm gaming của thế giới hiện đại trên một loạt các hòn đảo mà nếu có ở ngoài đời thật thì NTN sẽ đến và làm vlog thử thách 48 giờ. Sinh tồn trên hòn đảo. Nổi bật nhất là đảo Thiên Đường, nơi tất cả các người chơi tìm mọi cách để đưa nhau xuống địa ngục, dùng trí tuệ, sức mạnh, sự khôn khéo để trở thành người sống sót cuối cùng, tiêu diệt 50 kẻ thù để tranh giành phần thưởng mọi game thủ chân chính mong ước, một bữa cơm gà. Đấy là phần thưởng của PUBG mà, thế Free Fire được gì? Một tiếng hét. Bạn có không phải là trí tuệ, chắc chắn sức mạnh và sự khôn khéo thì tiền là một từ bốn chữ cái có thể giải quyết được tất cả vấn đề của bạn. Nội dung không hay, pay ạc. Chơi game không hay, pay to win. Đây rồi, nạp tiền rồi nhá. Ôi, hóa ra game cũng cần kỹ năng phết nhỉ. Lộn nhào vào thế giới của Free Fire, trải nghiệm bắn súng Battle Royale bạn chưa bao giờ từng được trải nghiệm trước đây. Trừ khi bạn đã từng trải nghiệm PUBG, Rule of Survival, Fortnite, CSGO, Call of Duty hoặc tất cả các game bắn súng trên thế giới. Cộng thêm các yếu tố như ăn nấm để khỏe hơn giống như trong Mario, mặc đồ để trở nên loè loẹt hơn như tất cả các game khác, các bài đánh giá dài cả km mà không hề liên quan đến trò chơi, trailer lừa tình trông hoàn toàn không giống gì khi chơi game, đóng truyện tranh mà đất trên mặt nước dù không có sóng, lướt trên mặt nước tao như cơn sóng. Tất cả những cái ô tô đều cực kỳ béo vì chúng nó không có còi. Các ông có nhận ra đây là game chứ không phải đời thật đúng không? Và làm súng mạnh hơn bằng cách sườn lên. Thực ra cái này khá là thực tế. Người làm beat hay nhất, sườn beat, núi quan trọng nhất, núi Thái Sơn, giao kiếm ở đâu mạnh nhất, Hải Phòng, vì sao, đổ sơn. Lựa chọn từ một dàn đa dạng các nhân vật trong Free Fire với những kỹ năng không kém phần đa dạng như Alok, người có thể đánh đi giày để hồi máu, Capella, người có thể hát để hồi máu, Notora, đi xe cũng để hồi máu, A124, ăn nấm, đoán xem, hồi máu. Chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại củi bắp và sẵn sàng cho trò chơi trong một thế giới mà chỉ tồn tại có hai loại người, kẻ mạnh và kẻ không có skin. Nếu Free Fire thường làm bạn chán, sẵn sàng cho trải nghiệm của Free Fire Max, nơi Garena dành cả gia tài tái định vị mình từ game cho trẻ trâu sang game cho người hoàn toàn trưởng thành và có kỹ năng, hoặc trẻ trâu dùng điện thoại xịn. Với đồ họa khủng hơn, trải nghiệm nụt hơn, eSport hơn, nhưng vẫn không thể ngăn bạn khỏi việc chết một cách xấu hổ và tức tưởi theo hàng ngàn cách như chết vì rơi chậm hơn, chết mặc dù đang đánh úp kẻ địch, chết vì xe hơi. Ngày 28 tháng 11, trên đoạn đường đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Luyện cho mình một bàn tay dẻo dai với phản xạ tia chớp để trở thành nhà vô địch trong trò chơi sinh tồn khắc nghiệt với những thao tác vượt xa khả năng của loài người trên điện thoại. Hoặc bạn luôn có thể chơi trên máy tính và biến sự đau đớn của kẻ thù thành số pi, kéo dài đến vô tận. Với sự tham gia của Usain Bolt, Spamling. Giống như iPhone, giờ có bản Max. Prometheus ngày xưa liều lĩnh lừa rớt để mang lửa về cho loài người. Thế mà có mấy thằng đần vẫn nghĩ lửa là miễn phí. Nhấn like fanpage.